Rồi, chúc mừng đời đỏ. Và với game 1 này thì hai đội quay đủ cột trụ 4 vòng và sau đó đi qua đường trơn rồi đứng ở mép đường trơn lấy vòng, sau đó đứng ra vạch đích, cầm vòng tung vào cổ vịt, sau đó được lấy một sản phẩm của găng tay cao su hợp thành cầm về bàn của mình. Và đội nào nhiều găng tay cao su hợp thành hơn, đội đó sẽ giành chiến thắng. Tôi thấy rất là vui bởi vì lần đầu tiên ghi hình ở Cẩm Phả và có các anh chồng đi cổ vũ cho vợ đi như thế này. Tất cả các chợ khác thì đều hầu như không có đấy. Và anh rất nhiệt tình, anh nói nào tất cả các chị em của chợ Cẩm Đông chứ không cổ vũ cho riêng ai cả. Nào tất cả chị em chợ Cẩm Đông cố lên. Rồi. Và mời quý vị khán giả hãy đếm cùng MC nào. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Nhanh lên, thời gian có hạn. Rồi, chúc mừng đội đỏ. Nhanh về nhanh cho người khác. Nhanh lên, thời gian có hạn. Nhanh lên. Bà con thấy rất là vui, cho nên là hô bé bé thôi. Đội áo đỏ chúng tôi giật mình. Vừa rồi đội xanh ném vào cổ mà đội áo đỏ giật mình ngã luôn. Ôi, chúc mừng đội đỏ. Tôi thấy là đội đỏ đang có 2 vòng ở cổ vịt rồi mà đội xanh chỉ có 1 cổ thôi. Ôi, vừa nói xong, chúc mừng. Rồi, chúc mừng đội đỏ. Nhanh lên, người tiếp theo. Chúc mừng đội xanh. Nhanh lên, đi tiếp đi. Rồi. Rồi, chúc mừng đội đỏ. Quá, khéo. Từ đây đội đỏ, đi bắt đầu từ đây đấy. Mình thấy mệt mỏi quá. Rồi, chúc mừng đội xanh. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. 1 ạ, 2 ạ. 3, 4, 5. 5 đôi găng tay cao su hợp thành. Đây là sản phẩm của đội xanh. Mời khán giả cùng đếm ạ. 1. Như nào? Cầm vội quá nên là lấy cả 2 đôi. Đấy. 7 đôi găng tay cao su hợp thành. Một lần nữa chúc mừng đội đỏ chiến thắng game 1. Sau đây chúng tôi xin mời nhãn hàng găng tay cao su hợp thành sẽ lên tặng quà cho đội đỏ, đội thắng cuộc game 1.
Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành, nhãn hàng Cholet Made Food sẽ chọn một vị khán giả vỗ tay nhiệt tình nhất. Thay mặt của trọng tài, xin mời chị áo vàng. Xin mời. Xin mời nhãn hàng Cholet Made Food. Xin cảm ơn quý vị khán giả thân mến. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.